Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VVS Channel. Hôm qua mình có đọc một bài báo của Vietnamnet nói về tình trạng của Luna thôi, nhưng mà bất ngờ thì đã có chàng thêm một cái đoạn về Binance quật nữa. Và cái đoạn này đọc thì nó khá là buồn cười, kiểu như là người ta lấy ở đâu ra ấy, chứ nó không có phải là sự thật. Bởi vì sao thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nghe. Ở cái bài báo là đồng tiền số lớn thứ 6 trên thế giới sụp đổ, bỏ ra 1 tỷ sau 1 tháng còn 1 phần 10 cốc trà đá, đăng vào ngày 13 tháng 5, có nghĩa cách đây khoảng 2 ngày trước. Nói đơn giản thì cái bài báo này nói về đồng Luna bốc hơi khi mà dần bị gỡ ra khỏi các sàn giao dịch lớn. Như các bạn biết là thị trường sụp đổ và các cái đồng coin nó cũng rớt giá, trong đó gây ảnh hưởng nặng nề nhất chính là đồng Luna. Khi mà thậm chí thì Luna đã từng có mức lên tới gần 120 đô, nhưng mà sau đó thì rớt xuống còn 0,000 mấy đô mà thôi. Và mình sẽ đọc những cái đoạn cuối cho đến cái đoạn bị nứt quật nha. Sự sụt giảm và mất gần như hoàn toàn giá trị của Luna khiến nhà đầu tư tiền số thực sự sốc. Và khác với các vụ tiền rác trước đây thì Luna được biết đến như một token đầu bảng là CoinTop. Luna vẫn được biết đến là một đồng tiền số đáng tin cậy với các tổ chức hùng hậu đứng phía sau, gồm nhiều quỹ đầu tư. Và sự sụp đổ của Luna cho thấy thị trường tiền số thật sự mong manh và rủi ro. Và tiếp theo sau đó là đoạn thứ hai, đó là mất niềm tin vào tiền số. Đây, mình sẽ chia sẻ cho các bạn nghe nha. Cộng đồng người chơi tiền số Việt Nam cũng thật sự sốc với cú sập của đồng Luna trong những ngày này. Không có thống kê về số người thua lỗ, những con số thua lỗ lớn đến mức nào, nhưng trên các hội nhóm, trên các mạng xã hội, số lượng người than khóc rất nhiều. Nhiều người nắm giữ vài trăm cho tới vài triệu đồng Luna, giá trị khi ở thời đỉnh cao là rất lớn, nhưng hiện tại giá trị còn lại là rất ít. Nhiều người nắm các loại đồng tiền số khác cũng chịu chung cảnh ngộ. Giá các đồng tiền giảm, túi tiền của nhà đầu tư bốc hơi chóng mặt. Và đây, đoạn đó là đây. Anh Dương Mạnh Hà, 40 tuổi, ngụ ở Hoàng Mai, Hà Nội, hiện đang nắm giữ hơn 2 triệu đồng tiền số bi. Đây là số đồng bi anh thu mua gom trong vài năm qua, cũng như đào trên điện thoại trong một thời gian dài. Và anh Hà cho hay, bi là đồng tiền chưa được niêm yết, nhưng cũng lao dốc như nhiều đồng tiền khác khi mà niềm tin của thị trường số sụt giảm nghiêm trọng. Các nhà đầu tư nắm giữ đồng bi cũng đang lâm vào tình trạng khủng hoảng tâm lý. Nhiều người tham gia vào cộng đồng bi đang kỳ vọng vào sự ổn định của thị trường chung, cũng như là công nghệ cốt lõi, anh Hà bày tỏ. Đó, này là bài viết của Ngọc Cương nha các bạn. Những đoạn sau mình sẽ không cần đọc cho các bạn vì mình chỉ đọc những cái đoạn nào liên quan đến Network thôi. Ok, và nhìn vào cái đoạn này nghe nó hơi giả. Giả y như là nhà báo tự nghĩ ra, tự viết đó các bạn. Nếu như mà ở đây có người mà nắm được khoảng 2 triệu đồng tiền bi ở Việt Nam á, thì mình nói thật nhé, chỉ đếm trên khoảng đầu ngón tay mà thôi. Đếm trên khoảng đầu ngón tay là người có trên 2 triệu bi. Dù cho bạn gom góp tài khoản từ bất kỳ đâu chăng nữa thì khó để mà có thể gom được 2 triệu bi ở quốc gia Việt Nam này. Mà nếu mà có người như vậy thì chắc chắn là người đó rất rất có niềm tin với bi, chứ không có ngu gì mà tự nhiên gom hết 2 triệu đồng tiền bi rồi đi phát biểu như thế này cả. Cho nên khi mà nghe bi chưa được niêm yết nhưng cũng lao dốc như đồng tiền khác á, đã không được niêm yết rồi thì lao dốc cái kiểu gì? Rồi các nhà đầu tư nắm giữ đồng bi lâm vào tình trạng khủng hoảng tâm lý. Mình không biết ai khủng hoảng tâm lý hay không, vì căn bản bạn đào bi không tốn tiền. Trừ những người chạy thêm nót thì đúng là những người đó có bỏ thêm tiền để chạy và tốn thêm chi phí. Chứ còn lại thì đa số những ai mà đào bi đến hiện tại thì các bạn đều đào free hết. Mà đào free thì nếu như được thì các bạn có tiền, còn không thì các bạn chả mất gì. Vậy thì lấy đâu ra khủng hoảng tâm lý? Đâu phải các bạn bỏ tiền vào Luna vài trăm triệu và chục triệu đồng như những người chơi coin khác. Khi mà những đồng coin như Luna nó sụt giảm thì đó mới là khủng hoảng tâm lý thật sự, vì chúng ta mất đi số tiền rất là lớn, vài trăm triệu hoặc thậm chí đến vài tỷ là có. Nhưng mà người tham gia vào cộng đồng bi hiện tại đâu có mất cái gì đâu. Và thậm chí bi cũng đang đứng ngoài khỏi những cái làn sóng đó, bởi vì bi chưa lên sàn, giống như rất rất nhiều đồng coin khác hiện tại em chưa lên sàn. Và cho nên mình thấy là cái đoạn nói chuyện này giống y như là nhà báo người ta đang tự viết vào ấy. Mình nghĩ là thứ nhất là để câu view, bởi vì cộng đồng B-Network thì là một cộng đồng rất là lớn. Cho nên khi mà nhắc cái gì mà nhắc đến B thì họ sẽ nhận được lượt truy cập rất là đông từ cộng đồng B-Network cũng như là những người theo dõi thông tin về B. Cho nên nghe vào mình cho nên á, những ai mà thật sự chơi B thì đọc vào các bạn sẽ thấy rất là giả luôn, nghe rất là vô lý. Mình cũng đã thử đi lướt những bài báo Vietnamnet này khi mà viết về Binance quật thì mình thấy đa số là người ta viết cái quan điểm nó không có tốt. Ví dụ như đây, đào tiền ảo bi liệu chỉ có được không có mất.
Rồi Bi Network một cơn sốt đi cùng với hồ nghi. Đầu tư tiền ảo Bi mù mờ chuyện được mất. Cơn sốt đào tiền ảo Bi điều gì đáng lo ngại. Và cảnh giác với đồng Bi đang được người Việt săn lùng. Vân vân và rất nhiều bài báo viết về Bi Network. Và tất nhiên thì với cái tiêu đề như thế này là nó đã ảnh hưởng đến những người chuẩn bị quyết định tham gia vào Bi Network. Mà ngay như thế này thì thôi, người ta sẽ chả tham gia luôn. Báo chí là một kênh mà nó truyền tải thông tin, nó cũng giúp cho Bi Network lan tỏa khi mà chỉ nhìn vào một cái hướng tiêu cực thôi. Bắt đầu tham gia Bi Network, đọc những cái tin này thì người ta đâu có biết là nó đúng hay là sai đâu. Như những người khác là những người lần đầu tiên tiếp cận đến Bi Network mà nghe những cái thông tin như thế này thì người ta rất là dè chừng khi mà tham gia vào thị trường Bi. Cũng như là những người mà có người thân tham gia vào thị trường Bi mà người thân lại đọc được những bài báo như thế này thì họ cũng sẽ có những suy nghĩ không tốt về những người đang chơi Bi. Vì căn bản những cái gì mà được viết trong này dường như nó không có chính xác. Bi Network không làm gì mà vẫn có drama nha mọi người. Điều đó vừa chứng tỏ được sức hút của Bi không hề nhỏ. Bởi vì các bạn muốn viết báo để có tiền thì các bạn phải biết báo làm sao cho nhiều người đọc. Mà Bi Network là một cộng đồng rộng lớn, cho nên người ta lợi dụng cái điều đó cũng là một phần để có thể thu hút được lượng người xem đông đảo vào trang báo của họ, và điều đó giúp cho họ kiếm được thêm nhiều tiền. Nhưng mà điều đó đồng nghĩa với việc người ta đang ngầm khẳng định Bi phải có một cái sức ảnh hưởng và cộng đồng rất lớn, là Bi đang rất là mạnh. Ok, đó là toàn bộ quan điểm của mình. Còn quan điểm của bạn về cái đoạn bài báo này là như thế nào thì hãy để lại bình luận bên dưới video này nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.